Sau hơn 2 năm thi công, công trình kết nối tỉnh lộ 152 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, nút giao Phố Lu đã chính thức hoàn thành đưa vào khai thác từ 6 giờ ngày 30 tháng 4 năm 2022, đúng vào dịp kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, trong niềm hân hoan mong chờ của nhân dân địa phương. Sáng ngày 30 tháng 4, chỉ sau 1 giờ đưa vào vận hành khai thác, tại nút giao Phố Lu đã có hàng trăm phương tiện lên xuống. Công trình được đưa vào sử dụng đáp ứng mong chờ của nhân dân Bảo Thắng nói riêng, của người dân Lào Cai nói chung. Kể từ đây, việc đi lại của người dân trong khu vực sẽ thuận lợi hơn, giao thương phát triển, nguy cơ mất an toàn giao thông như trước kia cũng sẽ giảm đáng kể. Huyện Bảo Thắng được đi cái đường này tôi cảm thấy là rất là sung sướng, cái điểm ao ước hẳn bây giờ. Tuyến này đưa vào hoạt động thì tôi cảm thấy là rất là thuận lợi và cũng là cái sự mong mỏi của cá nhân tôi cũng như của bà con nhân dân các vùng lân cận. Giúp cho cái giao thương rất là thuận tiện và chúng tôi đi lại cũng rất là tốt. Dự án nút giao Phố Lu có tổng kinh phí đầu tư 150 tỷ đồng, sử dụng nguồn ngân sách nhà nước. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam chịu trách nhiệm tổ chức giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên đường cao tốc theo quy định. Ngoài việc kiểm soát thu phí, đội ngũ nhân viên tại đây sẽ thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn điều hành đảm bảo an ninh trật tự. Ngoài cái việc là thu vé rồi kiểm soát vé thì chúng tôi cũng vẫn đang tích cực là hướng dẫn cho người dân biết được là cái nút giao lưu này là lối đi đi xuôi Hà Nội và đi lên ngược Lào Cai. Nút giao lưu này mở ra thì lưu lượng xe cũng khá là đông, thuận lợi cho người dân đây, phù hợp cho việc phát triển của huyện Bảo Thắng cũng như là tỉnh Lào Cai. Công trình kết nối tỉnh lộ 152 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai được đưa vào khai thác sẽ góp phần tạo hạ tầng kết nối đường cao tốc Nội Bài Lào Cai với huyện Bảo Thắng, huyện Simacai, Bắc Hà và các huyện lân cận của tỉnh Hà Giang, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa từ nhiều địa phương tới đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, đồng thời giảm nguy cơ mất an toàn giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương và khu vực.